Chàng trai người Bạc Liêu gây sốt cộng động mạng vì quá giống cố nghệ sĩ trí tài. Từ kiểu tóc, gương mặt cho đến biểu cảm vô cùng giống cố nghệ sĩ trí tài. Loạt ảnh chàng trai này khiến nhiều người vừa nhìn đã thấy ngỡ ngàng. Nghệ sĩ chỉ Tài là một trong những tượng đài hàng đầu của làng hài Việt Nam bên cạnh Hoài Linh. Sự ra đi của nam danh hài đã để lại nhiều tiếc nuối dù đã hơn 3 tháng trôi qua, thế nhưng chủ đề về cố nghệ sĩ trí tài vẫn luôn thu hút nhiều khán giả. Mới đây, một nam tiktoker bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội vì có ngoại hình giống hệt nghệ sĩ trí tài thời trẻ. Lúc đầu, kênh tiktok này không có nhiều lượt theo dõi, thế nhưng sau khi hình ảnh của anh chàng này được đăng tải khắp trang mạng xã hội, Loạt video bỗng dưng nổi lên lại. Nhiều cư dân mạng nhận xét từ gương mặt trần trĩnh, gò má hơi xệ, nụ cười, hàng rêu mép đến cách hát của chàng cũng khá giống danh hài trí tài. Trong phần bình luận của video, nhiều khán giả bày tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên, một số khán giả là fan của cố danh hài vô cùng xúc động khi những video này khiến họ gợi nhớ về người nghệ sĩ tài năng nhưng yểu mệnh. Theo thông tin cho biết, chàng trai có tên Chí Nghĩa, quê Bạc Liêu, Chia sẻ với một trang báo, Nghĩa cho biết mình đăng clip lên TikTok khoảng một tháng trở lại đây và nhận được nhiều bình luận giống cố nghệ sĩ trí tài. Bắt đầu, anh chàng khá bất ngờ và hoang mang nhưng rồi cũng quen dần. Anh cũng cho biết thêm, anh cũng cho biết thêm hầu hết người trong gia đình hay quê hương không nói cậu giống nghệ sĩ trí tài, chỉ khi đăng lên mạng mọi người mới bình luận nhiều như thế trước sự chú ý đông đảo của cư dân mạng nghĩa cũng trả lời một số ý kiến bình luận dưới video ngoài ra nhiều cư dân mạng còn từ tiktok đã tìm luôn cả trang facebook và instagram trên chiêm ngưỡng nhiều ảnh hơn của anh chàng này